Diễn đàn đầu tư năm 2014 được tổ chức sáng 19 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự tin tưởng mạnh mẽ của giới đầu tư ngoại khi một trong những nhà đầu tư lớn của thế giới là tiến sĩ Mark Faber khẳng định trong khoảng 10 năm tới thì Việt Nam có thể là một trong những thị trường triển vọng nhất châu Á. Nổi tiếng là một nhà đầu tư chuyên đưa ra những dự báo về bong bóng và sự sụp đổ của các thị trường tài chính và bất động sản, nhưng tiến sĩ Mark Faber lại được giới tài chính Việt Nam biết đến với phát ngôn nổi tiếng trên báo chí nước ngoài hồi cuối năm 2013 rằng cơ hội đầu tư năm 2014 là vàng, cổ phiếu vàng và chứng khoán Việt Nam. Và bất chấp các diễn biến liên quan đến Biển Đông thời gian qua, trước diễn đàn kêu gọi vốn đầu tư gián tiếp FII vào Việt Nam, nhà đầu tư này vẫn khẳng định cổ phiếu ở đây hiện có giá khá hấp dẫn. Tôi nghĩ tình hình kinh tế Việt Nam khá tốt và sẽ còn tốt hơn nữa trong nay mai. Đó là lý do vì sao giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất phải chăng. Ý tôi nói đây là mức giá hợp lý chứ không phải là giá thấp vì thị trường suy yếu. Tiến sĩ Mark Faber tin rằng dưới mắt nhà đầu tư trong 10 năm tới, Việt Nam là một trong những nền kinh tế triển vọng nhất châu Á nếu như tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra mạnh mẽ và doanh nghiệp tư nhân được tạo điều kiện để phát triển tốt hơn. Ở góc độ rộng hơn, đại diện cho đơn vị chủ nhà tổ chức diễn đàn kêu gọi vốn đầu tư gián tiếp FII, Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định, chủ trương hội nhập kinh tế thế giới và gọi vốn đầu tư ngoại mang lại cho Việt Nam cơ hội tái cấu trúc kinh tế nhanh hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, thì trong các thách thức đó thì sẽ có nhiều cơ hội mới sẽ được mở ra. Ví dụ như việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cái thách thức nhưng cũng mở ra những cơ hội lớn cho Việt Nam. Như tăng cường sự chủ động sản xuất nguyên liệu trong nước, tăng cái khả năng mở rộng và tiếp cận thị trường mới, thu hút được nhiều các nguồn vốn đầu tư và công nghệ mới, vân vân. Môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện, hoàn thiện và minh bạch hơn do phải tuân thủ luật chơi của quốc tế, tạo sức ép để tiến trình cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ được đẩy nhanh hơn. Đến tháng 4 năm nay, lượng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào chứng khoán Việt Nam đã lên đến hàng tỷ đô la với hơn 17.000 tài khoản.